Alright, welcome to another correction of writing video by Johnny IELTS. Chào mừng các bạn vào video mà sửa bài writing của IELTS của Johnny nha. So today, two students from class IELTS 41, they did their writing test 2 now based on a real exam question that came up in July 5th, 2023. Lời thật nha, hôm ngày 5 tháng 7 năm 2023, các bạn làm hai bài test 2 như sau để mình sửa. Test 2. People's shopping habits are affected the most by their age group rather than by any other factors. To what extent do you agree or disagree? Thì bài bà nói là thói quen mua sắm của con người ta bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái nhóm tuổi của họ thay vì là bởi bất kỳ nhân tố nào khác. Thì nó hỏi là bạn đồng tình hay không đồng tình đến mức như thế nào. So if you agree, then you have to prove how the age group affected them the most, and that is difficult, isn't it? Nếu mà các bạn đồng tình thì các bạn phải chứng minh được là làm sao mà cái thói quen mua sắm con người ta bị ảnh hưởng nhiều nhất. Phải chứng minh là sao là nhiều nhất nha, bởi cái nhóm tuổi của họ, và cái điều đó không hề dễ dàng. So maybe it's better to disagree, you know. Mình có thể tốt hơn là mình sẽ disagree để mà nó dễ nói hơn. Giữa có những cái nhân tố khác ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của con người. It's actually easier to disagree in this essay because it's easier to present all the factors, you know, that affect their shopping habits. But even if you disagree, you have to prove that all the factors you mention affected there are shopping habits more than age groups, you know. Dù cho các bạn có đồng tình đi nữa, các bạn cũng phải biết làm sao cho nó chứng minh được, nó nghe có phải thuyết phục được là những nhân tố khác của các bạn nó ảnh hưởng, nó thói quen mua sắm của người ta nhiều hơn là cái nhóm tuổi. Còn nếu mà mình agree thì mình phải chứng minh được là cái age group nó ảnh hưởng nhiều nhất lên cái shopping habits so với những cái khác. Nói chung kiểu gì thì kiểu mình cũng phải chứng minh được là cái là làm sao cho nó nghe nó hợp lý, nó thuyết phục là cái này nhiều hơn cái kia. It doesn't matter which side you take, you still have to, you know, prove which one is more than the others. But then look at this one. To what extent do you agree or disagree? It means you can be in the middle, of course. Cái bài này nói là bạn đồng tình đến mức như thế nào, hoặc là disagree, bất đồng tình, không đồng ý đến mức như thế nào, thì mình hoàn toàn có đứng giữa được nha. Thì mình hoàn toàn có thể viết theo kiểu mà age group rồi những factor khác có một cái độ mà quan trọng ngang nhau cũng được nha. You can say that other age groups or other factors are equally important, you know. That is also possible too. So based on the questions, you can totally be impartial, be in the middle, you know. Dựa vào câu hỏi này mình hoàn toàn có thể trung lập, đứng giữa được nha. So let's see how Mr. Yoon's doing. So Mr. Yoon, what did you do? Can you tell us please? Bài Dương là ủng hộ hay là không ủng hộ hay là sao? Mình không ủng hộ. So you disagree more, right? Yes. Yes. So it means you have to prove that other factors affect their shopping habits more than the age groups. Cho nên là cái theme, cái giọng văn chính, cái tone, cái giọng văn chính, cái theme chính của cái bài của Dương là phải chứng minh làm sao những factors khác nó quan trọng hơn, nó ảnh hưởng nhiều hơn cái age groups. Okay, so among people has grown recently. Cái lứa tuổi của một con người ha. Age group là cái nhóm tuổi đó, chứ nó không có liên quan đến cái tuổi tác của con người nha, anh cẩn thận. Cái nhóm tuổi tức là bạn đồng trang lứa và các đứa bạn cùng trang lứa với mình, chứ không có phải là liên quan đến tuổi tác. Cái người đó càng già hay càng trẻ thì thích mua nhiều hay ít nha. Careful. By the age group means like the people who share the same age as you know. Để nghĩ là A group có nghĩa là cái nhóm tuổi của họ. So age group means like all the people that share the same age as you, your peers, you know, bạn đồng trang lứa. So be careful with this one. You might be
there might be a misunderstanding here. Có bắt đầu có sự không hiểu nè. Cho nên viết như vậy là lạc đề nha. Out of topic, okay? If you write like this, that peers, that a person's peers, những bạn đồng trang lứa của người đó, tức là nó cùng cái age group đấy. If you say a person's peer, it means of course they have the same age, so there's age group. Determine their buying choices. Uh-huh. Sự lựa chọn mua sắm, thói quen mua sắm, sự lựa chọn mua sắm như nhau. Dông bão hồi chiều thấy ghê luôn á. We have a monsoon season now. Monsoon season. Áp thấp nhiệt đới. I don't quite. Văn viết không có viết hoa, viết tắt như này nha. Do not write abbreviation in written language. Okay. I do not quite concur with this viewpoint. Tôi không hoàn toàn, tôi không có khá là ủng hộ cái cách nhìn nhận này. Although I will concede that, mặc dù tôi sẽ thừa nhận rằng, thay vì là tôi sẽ thừa nhận rằng có cách nào khác hay hơn không? Mặc dù là in my opinion đi. Although in my opinion, children and teenagers tend to shop more than the elderly. A person's capacity to shop, cái khả năng của một người, cái dung tích capacity hay là ability, which one do you think? Capacity or ability? Ability. I think it's better to say a person's ability to shop is ultimately influenced by their financial situation. Đúng rồi, nó ảnh hưởng bởi cái tình huống và mà gọi là liên quan đến tài chính của họ. Có tiền mới dám chi chứ. Thì cái câu bị lạc đề mất một khổ. Oops. Lỗi lạc đề lỗi bình thường thôi. Don't worry, you will lạc đề a lot. You will go out of topic a lot. Don't worry about it. It's normal, you know. It's normal. A lot of people have encountered this problem. Well, it's a fact of life. Simple fact of life. Và lạc đề rất nhiều lần cho đến khi mà thực sự mà làm được đúng. Financial situation. Nhưng mà nó có những factor khác thì ít nhất phải đều hai factor chứ nhỉ? If there are only other factors, you have to mention at least two others, you know? Cái này nêu cái ảnh hưởng nhiều nhất còn ở trong bài cũng có nói thêm một hai cái nữa. Yeah, then if you mention the other ones, you have to mention it here as well. Nếu mình nêu hai cái nữa thì ở trong thân bài thì phải nêu ở đây luôn chứ. Nó là kiểu mình liệt kê ra. Hoặc hết. Là không thì mình ghi là bởi những nhân tố khác đây thì nó không cần phải liệt kê. It's ultimately influenced by other factors đi. Thì đỡ khỏi phải liệt kê ra. Because they can afford it. Rich people tend to shop more than poor ones. As a result, even though they don't usually dùng quá nhiều đại từ nhân xưng là không nên nha. Dùng quá nhiều đại từ thể hiện ngôi thứ những cái ngôi của họ không nên nha. Tại vì nó làm cho cái giọng văn nó kém chỉnh giọng đi. Try to use less personal pronouns, you know, because it makes you actually less formal. Cho nên cái khúc này phải viết lại. This one need to rewrite. Because bởi vì họ có thể afford, nó có thể ghi là bởi vì khả năng tài chính của họ. Due to their financial situation. Due to their good financial situation, do cái tình huống về kinh tế tốt của họ. Chẳng hạn thì nghe nó có vẻ nó trịnh trọng hơn nhiều không? It sounds much more formal.
rich people, người giàu, có thể thay bằng chữ này là bằng chữ wealthy, wealthier individuals, những người giàu hơn. Wealthier people tend to shop more than poorer ones. Những người nghèo hơn đi, giàu hơn nó so sánh tốt hơn. If you said wealthier or poorer, it's actually a better comparison. Even though they don't usually need a like viết tắt nè, đó. Do not actually need. This is never or just occasionally worn. Poor individuals, on the other hand, cannot afford to, usually cannot afford by regularly because of their precarious financial precarious, giống như là nguy hại, nguy hiểm, rất là éo le. They frequently only purchase basic needs like, rồi xong dính một cái like, such as nha, không có like nha. Such as food, water or home appliances to replace broken ones. Okay. Cái này nói về financial situation. This is financial situation and then a person age. May have. Nhưng mà nếu mà như vậy thì là Dương bỏ qua mất cái đoạn mà nói về age group rồi. Mình cũng phải lái qua một cái gì đó liên quan đến age group nha. Cái nhóm bạn đồng trang lứa của mấy bạn, của mấy người nữa đó nha. Chứ mà mình nói quá nhiều về hai cái nhân tố này mà mình không nói gì hết về age group là đâu có được. Không, cái khổ hai là lạc đề đó. Tức lúc đầu mình nói về cái tuổi của người đó. Cái đoạn tiếp theo. Lúc đầu nghĩ là... You did not talk about like the age group whatever to compare, you know, so that's weird. You shouldn't do that. Vì hiểu cái đoạn này là ảnh hưởng về tuổi, nên là cái đoạn này nói về tuổi không? Cho nên nguyên đoạn là viết lại lạc đề hết rồi. Okay, it's out of topic. It's off topic. Hiểu sai đấy, you see? Hiểu sai một phát là coi như làm lạc đề luôn. Oh my god. Thà, bây giờ nó thà nó ghi là by the age đi. Mà nếu mà nó ghi là age group, nhóm tuổi, tức là nó sẽ liên quan đến những bạn đồng trang lứa của họ nha. Nó chỉ đổi một chữ thôi là nó thay đổi nghĩa. You see? Cái đề bài nó chỉ đổi một chút xíu thôi à. Là đổi nghĩa. If the essays just say affected most by their age, then you can approach it this way. But now they said affected most by their age group. Age group means like your peers, everyone that is about your age, you know. So you have to approach it in a completely different way, you know. See? So that's why you have to read the very careful, please read careful the essay title. Đọc đề thật kỹ nha, please. Vậy thì cái age này là mình tính là đã thành một cái as a factor rồi. Không, yes. Không. If you talk about age, it means other factor. Nhưng mình có thể hoàn toàn tính như cái này coi như là một factor đi. Coi như là một factor đi. Okay.
Đây này là những cái người teens and adolescents. Okay, they here refer to that. At teens and adolescents. Teen và adolescent nó bị trùng. Nó trùng tại vì adolescent là sao? Từ 12 cho đến tận 19 tuổi. Teens là từ 12 đến 13, 14 gì đó. I think it's better to say just adolescent. Because adolescent include teen in that already. I'm going to spend money on accessories, technical and text personal care items. More inclined, tức là họ hay nghiêng nhiều hơn đến cái chuyện dành tiền cho những cái đồ này. Very good. Các cách viết mà nó có hơi hướng xu hướng này rất tốt. The way you wrote it is actually quite good. Like the tone, it sounds great. You use a lot of ways to present the trend, you know. However, not all children spend the same manner. Not all children spend the same manner. Cái nào hay hơn không? Not all children share similar spending pattern hoặc là spending habits hoặc là patterns. Không phải mọi trẻ nhỏ đều có chung những cái phương cách hoặc là cái thói quen mua sắm giống nhau. Okay, the principle and ideas of individuals may also have an impact. Những cái thuyết hoặc là những cái khái niệm hoặc là những cái về đạo đức hoặc là những cái ý tưởng, ý niệm của một cá nhân có thể có một tác động lên trên cái thói quen, hành vi mua sắm của họ. Their purchasing behaviors. Even if they have the money, có cách nào khác mà làm cho nó sang hơn không? Even if... Nếu mà họ có tiền tức là làm sao? Tức là có thể mình ghi là khả năng tài chính họ tốt. Hoặc là có thể ghi là họ không hề có nỗi lo về tài chính thôi, đúng không? Được không ta? Even if money is not of a concern, mặc dù nếu tiền không phải là một nỗi lo, đó, tức là họ có nhiều tiền, ừ. If money is not a concern, it means they have a lot of money. Those who prefer minimalism, những người mà thích cái chủ nghĩa mà gọi là cần cái chủ nghĩa minimalism là mua ít thôi. Đồ thôi. Unlikely to waste money in luxury. On luxury mới đúng. Hãy
cái đoạn này cảm thấy nên nên phát triển thêm. I think you need to expand this paragraph even more, you know. Like you said about ideas and principles, but you only mentioned minimalism. Mà nguyên cả cái bài này nó không nói về cái vụ mà age group, cái những cái bạn đồng trang lứa có ảnh hưởng gì, you know. Cho nên là bài này thực sự mà nói là nó cái task response không có tốt. Phần đông số điểm không tốt rồi đó. Tại vì sao? Thứ nhất là không có đụng đến cái chuyện age group, nhóm tuổi, áp lực đồng trang lứa như thế nào lên nhau. Thứ nhì đó là đưa ra những nhân tố này nhưng mà không có nói đến chuyện so sánh nó là nó lớn, tác động lớn hơn nhiều so với age group. Cho nên á, phải thành thật mà nói là bài này không được điểm tốt đâu. Nó chỉ có thể được khoảng, mặc dù là viết khá tốt, viết nhiều như dài nhưng mà nó vẫn có cái sự lạc đề nhiều. Cho nên là chỉ có thể maybe 5.5, I think. Hoặc là 5 chấm, probably. Cho nên á, nhiều bài mà viết rất 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 tốt nhưng mà lạc đề là vẫn 5 chấm nha. Dù không cần biết là viết hay cỡ nào nha. Be careful with being out of topic, okay? Right. In conclusion, a person's financial conditions. In determining their shopping preferences. Although age and value systems have an impact, they are not more significant than a person's ability to buy. Rõ ràng không liên quan. Nó more significant than cái khả năng mà mua sắm con người. Đúng ra là phải so sánh với cái age group nha. Và những factor khác với những cái age group nha. Chứ không phải là so sánh những factor khác với nhau đâu nha. Đó, Dương thấy cái vấn đề ở đây chưa? Rất nhiều vấn đề luôn. There's a lot of problem in your essay, I think. Anyway, Christina, let's hope that you don't make the same mistake. But if you do, oops, sao mới có 238 chữ gì nè? Oh, cái conclusion bự dữ vậy? Why your conclusion is so huge? 3.14. Đúng bằng số pi luôn á, 3.14 á. The influence of age on individuals' shopping habits has long been a subject of discussion. Các bé mèo đang đánh nhau. Bài của Christina thì lại là ủng hộ cái ý đầu tiên rất là nhiều luôn. She supports the first view very well, I think. Đóng một vai trò mà nó nổi trội trong chuyện mà tạo hình nên những cái sự mà thích mua sắm nào hơn. Shaping shopping preferences. Firstly, age group directly affects individuals' life stages. What? Lứa tuổi ảnh hưởng trực tiếp đến những cái giai đoạn cuộc đời của mỗi người hả? Internet from their shopping habits mà theo lượt nó ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của họ. And experiential, what is experiential purchases? Mua những cái liên quan đến kinh nghiệm hả? À, ý là mua những cái sản phẩm trau dồi thêm của mặt kinh nghiệm nhé. Okay, những cái dựa vào kinh nghiệm, okay. Desire to conform to peer. Đúng rồi, chính xác. Điều này là được lái bởi cái nguyện vọng của họ là nó phải tuân theo cái nhóm đồng trang lứa. Đúng rồi, nó cứ xoay vòng xung quanh cái vấn đề peer group để mà so sánh với lại những factor khác là được. Stay updated with the latest trend and explore new experience on the other hand. Middle age individuals, những cá nhân mà trung niên với gia đình tend to prioritize purchases that cater to household and family needs of grocery. Đúng rồi, cho nên cái đoạn này nói về cái age group nè.
Và thứ hai, age group influence individuals purchasing power, ảnh hưởng đến sức mua của cá nhân và cái nguồn tài nguyên và tài chính. Những người trẻ mới bắt đầu nghề có thể có cái thu nhập disposable income, là cái thu nhập mà sau khi trừ thuế tất cả. After tax, all the incomes are called disposable income, you know. But it's limited, nhưng mà nó giới hạn lại. Leading to make budget conscious choices. Are you sure? Người trẻ lẫn đến họ có thể có những sự lựa chọn, có ý thức về cái ngân sách. Are you sure? Không chắc nha. Ý là họ phải đắn đo hơn ấy, bởi vì cái budget của họ nó bị có giới hạn hơn so với okay. In real life this is not correct, but according in the scope of this essay it seems okay. Trong cái phạm vi cái bài này thôi nó nhìn ok, nhưng mà trong thực tế cuộc sống nó không đúng. Chắc không? Em có chắc không? Có nhiều người mà có thu nhập giới hạn nhưng họ vẫn chi tiêu rất kinh. Kiếm được 10 đồng, chi tiêu 12 đồng, xong mượn nợ. Cái này nó mới liên quan đến cái tuổi tác, nhưng phải là age group nữa, nhóm tuổi. Cái đoạn này nó liên quan đến cái tuổi tác nha. Thay vì là nhóm tuổi, những bạn đồng trang lứa. This whole part is about age, not age group. Okay, because age group means like your, what is age group? Age group means, what is the age group? The people in a place organization who were born during a particular period of time, là những người trong một nơi hoặc một tổ chức mà đã được sinh ra trong một cái khoảng thời gian cụ thể nào đó. Một cái nhóm người đó là age group, nhưng mà age group liên quan đến những cái gì liên quan đến áp lực đồng trang lứa các thứ. Age group is rarely related, much related to peer pressure, you know. Thì phải coi như là cái này như là cái yếu tố thứ nhì đi. You can consider this one as a second factor, right? Dạ. Nhưng mà cái này phải là age nha, chứ không phải age group nha. Mà mình phải làm sao mình lái nó qua cái chỗ age group một chút xíu. Dạ. You have to be able to say something about age group too, you know. Also the older people are, the less they seem to be affected by the peer pressure of their own age group. Và người ta càng lớn tuổi hơn thì họ càng ít bị có xu hướng ít bị ảnh hưởng hơn bởi cái áp lực đồng trang lứa của cái nhóm tuổi của riêng họ. Sau đó nó liên quan đến age group rồi đó. Xong rồi đó mới dẫn đến chuyện gì? Dẫn đến một cái sự mà mua sắm rất khác nhau giữa những cái nhóm tuổi già hơn nha. Leading to a vast difference and shopping patterns among the seniors.
dẫn đến một cái sự khác biệt lớn trong cái phương cách mua sắm ở những người lớn tuổi. Nếu mình viết cái đoạn này nè thì sao? Nó liên quan đến cái age group và nó so sánh là cái nhân tố này nó mạnh hơn, nó áp đảo cái age group như nào? If you write like this, it's related to age group. And also it proves that age now is a more important factor than the age group itself and all the peer pressure. Okay. Nó áp đảo cái age group. Peer pressure on age group. Furthermore, age group influence individual exposure to marketing and advertising. Đúng rồi. Cái nhóm tuổi nó ảnh hưởng đến cái sự tiếp xúc của cá nhân đối với lại cái vụ mà tiếp thị và quảng cáo. Ví dụ người già hay lúc nào cũng sẽ bị dính với cái vụ mà đời tôi ba đời. Nhà tôi ba đời chữa bệnh thận, bệnh đau lưng này nọ. Tắc mệt luôn á. Cái chuyện mà làm tiếp thị mà nó tập trung vào nhóm tuổi á, can shape individual's preferences, create brand awareness, có thể tạo ra được cái sự mà ý thức về cái nhãn hiệu và ảnh hưởng đến cái quyết định, những quyết định mua sắm của họ. Ừ, cái này thì liên quan đến age group nè. This one is related to age group. Okay. Nói chung là hai đoạn ủng hộ age group, một đoạn mà phản đối đi. Okay, so two supporting and one against. Okay. All right. Đóng một vai trò mà gọi là pivot. Pivot là cái điểm mấu chốt á. Đóng một vai trò mấu chốt trong chuyện tạo ra được cái thói quen mua sắm con người. And shaping people's shopping habits due to the distinct needs, preference, do là những nhu cầu cụ thể đặc biệt, những sự yêu thích and priorities, và những cái sự mà coi như cái nào là quan trọng hơn, sự ưu tiên á. Associated with different stages of life. Sức mua, the generational values, những giá trị của thế hệ, và sự tiếp xúc với marketing. Nó còn làm mạnh hơn cái influence age group on buying behaviors. Nói chung là to what extent thì mình hoàn toàn muốn nói sao cũng được mà. You know, if you say to what extent you agree, disagree, you can totally be free with what you say, you know. Quite. Culture background. Wait, mà cái bài này có nói gì về văn hóa không nhỉ? This essay, did you talk about culture background at all? No, you didn't. Cho nên cái khúc này nó bị lạc ra nè. This one is a bit off, okay? Cái khúc này không cần phải nói lại nữa. You do not need to once again say that age group has the most significant impact. You do not have to. Because here you already said that they play a dominant role, you know?
Cho nên mình đã nói là nó đóng một vai trò chủ đạo rồi, vai trò mà chính yếu, vai trò mà mạnh hơn rồi, thì chỗ này đâu cần phải nói lại câu này đâu. Cho nên cái khúc này you, this is redundant, you do not need that part anymore. Và cái câu này á, là cái câu phụ thêm thôi. This is only something additional, you know. So, additionally. Ok, got it. Nói chung bài của Krishna có khấm khá hơn chút xíu. Mặc dù vẫn có một sự hiểu sai nha. So, there are still parts when I feel like you misunderstand it. But I think it's a bit better. Could be 6.5 or 6, I think. Band 6, I think. All right, any question before we go to the speaking part? Any question? Okay, if no, we can just go to the speaking part now. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.